Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Pilato giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các tạo vật họ tế sinh. Ngài liền lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê à? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị bắt Siloe để xuống chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài còn nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vải trong vườn cho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vải mà không thấy có. Anh hãy trả nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp lại rằng: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, sám hối là chủ đề chính yếu trong mùa chay. Chúng ta nhớ lại khởi đầu mùa chay với thứ tư lễ cho, khi mà thừa các viên bỏ cho trên đầu của mỗi người chúng ta, thì thừa các viên nói rằng: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Vậy thì thế nào là sám hối, thưa quý ông bà và anh chị em? Có rất nhiều những định nghĩa về sám hối. Thế nhưng tôi xin chọn ra một cái định nghĩa đơn giản như thế này: sám hối là hối hận về tội lỗi của mình và quay trở về với Thiên Chúa và nhận ra tội lỗi của mình. Nhận ra mình không phải là ngồi yên đó, nhưng là quay trở về với Thiên Chúa. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng sám hối gồm 2 bước. Bước thứ nhất là có tâm tình hối hận về tội lỗi của mình. Nhận ra rồi hối hận về tội lỗi của mình. Chúng ta nhìn cái hình ảnh của đứa con hoang đàn mà Chúa Nhật tuần tới đây chúng ta sẽ nghe về cái dụ ngôn người con hoang đàn, thì chúng ta thấy cái người con hoang đàn đó sau khi nhận ra những cái tội lỗi của mình thì anh ta quyết chí đứng lên để quay về với cha của mình và thưa với cha như thế này: thưa cha, con đã đắc tội với trời và với cha, và con chẳng đáng được gọi là con của cha nữa. Đó là bước thứ nhất, thưa chị em. Bước thứ hai, sau khi nhận ra tội lỗi của mình thì trở về với Chúa. Cũng như đứa con hoang đàn đã trở về nhà cha của mình, chúng ta hối hận về tội của mình thì tiếp theo là chúng ta chẳng trở về với Chúa, và Chúa sẽ đón nhận chúng ta như người cha dang rộng đôi tay để đón đứa con trở về nhà.
Cho nên cái điều quan trọng ở đây, thưa anh chị em, đó là mỗi người phải nhận ra những tội lỗi của mình. Thay vì chúng ta nhận ra những cái điều xấu tội lỗi của những người khác, thì chính mình phải nhận ra tội lỗi của mình, cái sự yếu đuối của mình, để ta trở về với Thiên Chúa là Cha. Và Thiên Chúa luôn giang tay rộng để đón chúng ta, để yêu thương, để tha thứ cho mỗi người chúng ta. Bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, Jesus Ngài đã nói một cái câu khiến cho nhiều người chúng ta phải suy nghĩ. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Người ta nghĩ rằng những người bị Phi-la-tô giết chết khi họ lên đền thờ để tế lễ, máu của họ hòa với máu của những con vật được sát tế, nghĩ là những người đó có tội. Thì Chúa nói không, nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì các ngươi cũng bị như vậy. Rồi một câu chuyện ở trong Cựu Ước, ngươi trẻ, khi mà cái tháp Siloe đổ xuống đè chết 18 người, thì những người thời đó nghĩ rằng là những người đó tội lỗi. Cho nên vì Chúa phạt, Chúa bảo không phạt, phạt nếu các ngươi không ăn năn hối lỗi thì các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Vâng, thế chị em, con người chúng ta thường dễ rơi vào cái tính cố chấp, việc người thì sáng, trong khi đó việc của mình thì tối hơn. Người ta vẫn nói như vậy. Chúng ta dễ trách cứ, chúng ta dễ phê phán những người khác khi họ mắc những sự sai lầm, thiếu cảm thông khi những người khác lâm vào những cảnh bi đát, và nhất là chúng ta không ngần ngại đưa ra những lời phán đoán thiếu căn cứ khi người khác rơi vào những tình cảnh không mấy suôn sẻ, để rồi chúng ta kết án họ, để rồi chúng ta nói xấu họ, trong khi đó mình tội lỗi quá nhiều những tiếng sót mà cứ nghĩ tới những lầm lỗi của những người khác. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Vâng, thưa chị em, vì thế lời cảnh tỉnh đầy nghiêm khắc của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay phải là cái điều cần ghi tâm khắc cốt cho mỗi người chúng ta. Vậy thì thưa chị em, chúng ta hãy có lòng khoan dung và thông cảm với những anh chị em của mình khi họ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta nhìn những điều bất chắc xảy ra đối với những người khác như là một cái lời mời gọi để chính chúng ta phải biệt xét lại cuộc sống của mình. Chúng ta nhìn cuộc sống với bao nhiêu những điều bất vân, để rồi chính anh chị em cũng như tôi đó phải hoán cải và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Chúa không chấp tội chúng ta. Nếu Chúa chấp tội thì ai nào trong chúng ta đứng vững được, thưa quý ông bà và anh chị em? Bằng không, chúng ta sẽ kết án nặng nề hơn khi không biết tránh xa những điều xấu mình ấy mà còn vi phạm những điều ấy. Và đó là cái điều mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ khi chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ ba của mùa trai rồi, đang đứng vào gần trước của mùa trai rồi. Chúng ta có thật sự nhìn lại con người của mình để thấy được những lầm lỗi, những thiếu sót của mình hay không? Hay chúng ta chỉ nhìn những người xung quanh để chúng ta lên án, chúng ta kết án họ? Vâng, thưa chị em,
Mổ chay là thời gian thuận lợi cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta phải biết sửa đổi con người của mình. Sửa đổi bằng việc cầu nguyện, bằng việc chay tịnh và chia sẻ yêu thương đối với những người sống trong chung quanh chúng ta. Nhờ lời cầu nguyện, chúng ta mới có được cái nhìn cảm thông như Chúa. Cái điều này rất đúng thưa chị. Có những người không có lời cầu nguyện, không có lời cầu nguyện trong đời sống đấy. Cho nên đúng cái chúng ta luôn luôn nhìn những người khác với những cái xấu của họ. Nếu ai đi bằng cái tương quan đối với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, chúng ta dễ dàng cảm thông với những người anh chị em. Chúa soi sáng, rồi nhờ chay tịnh, chúng ta biết kìm hãm tính khí nóng vội trong con người. Phải chay tịnh, phải điều độ trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử của mình đối với những người sống chung quanh chúng ta. Và cái chuyện chay tịnh thì chúng ta mới điều tiết được con người của mình. Còn những người không biết chay tịnh, đụng đâu nói đó, dễ nổi nóng, và nổi nóng thì sinh ra nhiều cái sự bất hòa to tiếng, sống thiếu bác ái đối với những người khác, đó với chị em đổ vỡ. Rồi nhờ chia sẻ yêu thương, chúng ta tìm lại chính phẩm giá cao quý mà Chúa ban tặng cho chúng ta, là chúng ta được tạo dựng nên vì yêu thương. Chúa yêu thương chúng ta cũng có trách nhiệm yêu thương, chia sẻ với những người anh chị em đang sống chung quanh chúng ta. Chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của cộng đoàn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy trái tim và tâm trí chúng con, để chúng con có thể sống và đối xử với nhau như chính Chúa đối xử và yêu thương chúng con.